chưa mà bắt đâu. Mình chưa nhìn thấy con rúi nữa như thế nào. Cái nỗ đâu? Có khi nào bắt được 3 4 con một lúc không? Có. Mỗi ổ nó 3 4 con á? Con của nó thì nó ở một chỗ. Ừ, cây kìa. Cây nó ăn đúng không? Không. Con trọng đấy. À. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Nó thấy mình đào là nó đào đi luôn đấy đúng không? Đào đi luôn. Đào hố sâu này mà chưa bắt được. Hai em nào đào lâu chưa? Đào rồi. À. Từ 2 giờ. 2 giờ luôn hả? Giờ sắp 5 giờ rồi. Mình bắt bán hay là ăn? Bán hả? Bắt được 3 con thì thích à. Mình phải đào nhanh đấy chứ không nó chạy mất. Chạy rồi. Cuối cùng là sao chạy? Sắp tới rồi đó. Bên dưới mình đào xuống bé bé dãy này. Chít nó nhiều rồi. Nó mùa mưa này rúi nó ăn cạn lắm, nó ăn sâu rồi. Sao mình không kiếm nước đổ vào? Lỗ nó đi lên này. À. Đúng rồi, lỗ đi lên thì không đổ nước. Mình chưa thấy con rúi bao giờ. Đất còn đá không? Đá không. Rúi này nó chạy nhanh lắm rồi. Xem bắt rúi ra. Con nâu. Lâu. Hả? Đến tối luôn. Tối bắt con thấy con rúi còn chán. Tối mới bắt được hả? Bắt được chứ. Về lấy để đi. Đây do nó ở lâu. Nó ở lâu lỗ sâu quá. Nhưng mà sao mình biết ở cái lỗ này nó có rúi? Cây nó ăn ăn cái rễ cây á. Cây nó héo. Cây nó khô. Cái này đẹp.
Kiếm nước. Kiếm nước đổ. Đấy. Đâu cái nỗ đó. Ăn xuống rồi đó. Đấy, nỗ đó. Gần tới rồi. Ui. Thấy à? Ờ. Rồi rồi rồi, thấy rồi. Nó thích nhậu người là trời. Nó thích cắn cái người hả? Cắn liền thì nó. Nó cắn nó không nhả đâu đúng không? Tôi thấy nó đấy hả? Thấy rồi. Cái túi cặp nhỉ? Cặp ở đâu vậy? Cặp ngon hai con. Là bê tọ. Bê tọ. Ừ. Bê tọ hả? Bà tọ. Bà tọ hai con. Ơ kìa 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 kìa. Ơ kìa. Nhỏ hề. Kít. Kít kít. Chịt cái đầu nó. Cái đầu nó. Bấm đầu. Bê tọ, bê tọ. Nó to mà. Không rầy. Ừ. Ừ. Cần to chứ nhỉ. Như lời. Cần cần. 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 Ừ. Chúng là cắn rồi, cắn. Đứng cắt vào chứ. Này, cái liệm này. Ừ. Nó cắn. Ừ. To mà. Nhỏ. Nhỏ. À. Con. Hai con à? Còn một con nữa. Béo nhỉ. Một ổ của nó rồi. Ừ, đã ha. Con này phải được một tí không? Không được. Nó lặng. Còn một con nữa. Hết à? Thế cuối chưa? Thế cuối à? Nó hình rõ đấy.